nếu bạn bắt đầu có bốn dấu hiệu này bạn sẽ giàu có vào một ngày không xa một kiểm soát được ham muốn tiêu dùng trong thế giới ngập tràn cám dỗ vật chất việc kiểm soát được ham muốn tiêu dùng là bước đầu tiên và quan trọng nhất điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm được tiền bạc mà còn giúp bạn tập trung vào những mục tiêu và giá trị lâu dài hơn hãy nhớ rằng sự giàu có không đến từ việc bạn sở hữu bao nhiêu mà là từ việc bạn tiêu tiền như thế nào hai chăm sóc tốt sức khỏe bản thân Sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn có. Chăm sóc sức khỏe không chỉ giúp bạn tránh được những chi phí y tế không đáng có mà còn giúp bạn duy trì được tinh thần lạc quan và năng lượng để đạt được mục tiêu của mình. Một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng vững chắc cho mọi thành công. 3. Đầu tư vào bản thân. Warren Buffett từng nói, khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể làm là vào chính bản thân mình. Điều này bao gồm việc học hỏi và tích lũy kiến thức không chỉ giúp bạn mở rộng tầm nhìn mà còn tạo điều kiện để bạn tận dụng được những cơ hội mà người khác có thể bỏ lỡ. 4. Làm tốt mọi việc nhỏ, mọi thành công lớn đều bắt đầu từ những bước nhỏ. Bằng cách tập trung vào việc hoàn thiện những nhiệm vụ hàng ngày, bạn không chỉ xây dựng được thói quen làm việc hiệu quả mà còn phát triển được sự kiên nhẫn và tâm hồn chăm chỉ, là những phẩm chất cần thiết để đạt được thành công lớn. Sự giàu có không chỉ là kết quả của việc kiếm được nhiều tiền mà còn là cách bạn sống và định giá cuộc sống của mình bằng cách kiểm soát ham muốn tiêu dùng chăm sóc sức khỏe đầu tư vào bản thân và làm tốt mọi việc nhỏ bạn không chỉ tạo dựng được tài chính vững chắc mà còn xây dựng được một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hãy nhớ rằng con đường đến với sự giàu có bắt đầu từ bên trong chính bạn